Hey yo, Phantom on the mic. Xin chào các bạn đã ghé thăm channel Phantom Gaming. Mình là Phantom đây. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường GameFi đã có những bước phát triển vượt bậc. Nếu so với thời gian cách đây một năm thì khi đó NFT game là một thuật ngữ hoàn toàn mới với phần đông mọi người. Và để có được sự tăng tiến vượt bậc này thì tất nhiên sẽ không thể không nhắc đến các tựa game tiên phong trong xu hướng. Chính vì vậy mà trong video này mình sẽ nói tóm các NFT lấy ý tưởng từ game truyền thống. Liệu rằng các tựa game này vẫn còn được xem là thành công hay đã mất đi sự hấp dẫn do sự biến động của thị trường? Cái tên đầu tiên trong danh sách là Dragon Land, được phát triển và sáng tạo bởi studio cực kỳ nổi tiếng là Thunder Loud, với nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các đồ họa đỉnh cao cho nhiều thước phim đẳng cấp trên thế giới. Lối chơi của Dragon Land theo mình nhận thấy lấy ý tưởng phần nhiều từ tựa game nổi tiếng của công ty Supercell, đó chính là Last Royale. Nếu như bom tấn Last Royale được xây dựng là một tựa game di động miễn phí cho tất cả mọi người, đi cùng với đó là cơ chế game có nhiều quân lính ở nhiều chủng tộc khác nhau, thì Dragon Land hướng đến một thị trường GameFi được chạy trên công nghệ blockchain, nhưng NFT game này lấy chủ đề về đa dạng các chủng loại rồng riêng biệt. Gameplay của cả hai đều theo một cơ chế là bạn phải lựa chọn cho mình những lá bài phù hợp với chiến thuật cũng như dự định ban đầu, dựa vào kiến thức có được thông qua quá trình chơi mà bạn phải sử dụng các quân bài hợp lý, vừa phòng thủ vừa tấn công để mang lại chiến thắng. Dù lấy gần như toàn bộ ý tưởng từ Last Royale, sản phẩm được xem là thành công và nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, Dragon Land đã không thỏa mãn được kỳ vọng là kẻ tiên phong demo tiếp đỉnh cao từ game truyền thống về thị trường GameFi. Hiện tại, tựa game vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, token đo khó mà có thể gượng dậy nổi. Cái tên được lấy ý tưởng tiếp theo là một tựa game quốc dân. Kẻ khổng lồ thống trị thị trường GameFi trên thế giới trong suốt 10 năm chính là Liên Minh Huyền Thoại. Chính vì độ nổi tiếng này, rất nhiều công ty game hay những nhà thiết kế trò chơi trực tuyến mơ mộng nhất cũng muốn tạo ra một bản sao nhằm chia sẻ thị phần với Liên Minh. Tất nhiên, điều này sẽ không ngoại lệ với hai NFT game là Hero Empire hay Hero TD. Theo đó, Hero Empire được biết đến như một game chiến thuật với cách chơi đơn giản là bạn tạo nên một đội hình gồm 5 tướng, với 2 tướng ở hàng đầu và 3 tướng ở hàng sau. Mỗi vị tướng được chọn sẽ có một kỹ năng cố định cùng với hệ tộc đặc trưng. Khi vào game, bạn sẽ tấn công đội hình của người chơi khác hoặc sắp xếp 5 hero của mình để phòng thủ tự động. Còn về Hero TD thì cũng giống như với Hero Empire được phát triển bởi đội ngũ Việt Nam. Tuy nhiên, tựa game này có đôi chút khác biệt, đó là Hero TD được thiết kế với cách chơi thủ trụ kết hợp với đối kháng. Khi vào game, bạn sẽ chọn ra 5 vị tướng mà mình yêu thích cùng với kỹ năng riêng biệt. Chúng sẽ xuất hiện trên bàn cờ với vai trò là những trụ phòng thủ để ngăn những hero quân địch tiến đến căn cứ của chính mình. Và tất nhiên, nhà ai nổ trước thì người đó sẽ thua cuộc. Nhưng có một vấn đề đáng nói ở đây là những vị tướng trong cả hai game đều lấy cảm hứng, hoặc nói một cách nghiêm trọng hơn là copy gần như hoàn toàn từ Liên Minh Huyền Thoại. Nghe đến đây chắc hẳn các bạn sẽ rất bất bình. Vậy với những người là fan của Liên Minh thì điều này tạo lên một làn sóng phản đối cực kỳ mạnh mẽ. Và trên thực tế, trước đó đã xuất hiện rất nhiều bài báo cho rằng Riot Games đã đâm đơn kiện một studio Việt Nam vì lý do đạo nhái. Cũng dễ nhận thấy là tựa game này là I Am Hero, nhưng được blockchain hóa và đổi tên thành Hero Empire với phong cách y hệt với TFT của Liên Minh. Không kém cạnh thì Hero TD, bộ trí thức hay ngoại hình của các nhân vật trong game gần giống 100%. Trong một lần, studio này cũng đã khẳng định những vấn đề bản quyền là sẽ không là trở ngại cho sự phát triển của tựa game. Dẫu vậy, hiện hành token của hai NFT game này gần như đi thẳng xuống lòng đại dương luôn. Khó mà có thể vực dậy nổi từ những thông tin tố giác ở khắp mọi nơi. Tựa game mà nói đến tiếp theo chính là Gunstar. NFT game này được đánh giá là bước đột biến trong cách xây dựng cũng như cách tiếp cận những người đầu tư mới tham gia vào thị trường ở thời điểm khi đó. Lấy ý tưởng từ Gunny và Gunbound, gameplay đơn giản, dễ tiếp cận khi bạn phải canh lực, hướng gió để bắn ra những viên đạn gây sát thương cho đối thủ. Nhưng phần nhiều, Gunstar sẽ giống Gunbound hơn về mặt hình ảnh, cũng như thứ mà các nhân vật chính cưỡi ở bên dưới. Quay trở lại quá khứ thì nếu như bạn muốn tham gia vào Gunstar thời điểm đó, bạn cần phải mua các NFT thú cưỡi để có được nền tảng chiến đấu cơ bản. Một NFT lúc đấy sẽ không dưới 100 đô. Có một điểm khác biệt là cơ chế tính lực bắn ở Gunstar có chút biến đổi. Cụ thể, khi bạn bắn càng nhanh, cơ hội bạn chiếm nhiều tên bắn càng nhiều. Và tựa game cũng phát triển theo cơ chế kỹ năng theo sát thương gây ra, rất khác so với Gunny. Nếu nói về mặt ý tưởng thì rất khó để đánh giá tựa game nào là kẻ đi đầu trong cách chơi thú vị này. Một câu hỏi được đặt ra, vậy Gunny lấy ý tưởng từ Gunbound hay ngược lại, và Gunstar có thực sự là tựa game được thiết kế dưới sự kết hợp của hai tựa game truyền thống trên? Và bạn có ý kiến khác gì về tựa game này thì comment bên dưới cho mình biết thêm thông tin với nhé. Điều cuối cùng là giá của token Gunstar cũng không khá khẩm hơn các tựa game mình nói ở trên là mấy, vẫn chưa thấy được bờ cho những anh em nào sinh sau để muộn. Tiến đến tựa game tiếp theo trong danh sách đó chính là Undead Block.
một NFT game từng đứng top trong nhiều tuần tại trang play2earn.net. Undead Block được phát triển trên ý tưởng Q2Earn, thuộc thể loại FPS góc nhìn thứ nhất và được phát triển trên nền tảng của Ethereum. Game được xây dựng để người chơi tham gia vào các chế độ tiêu diệt zombie nhằm thu về lợi nhuận. Lối chơi thiên hướng mạnh đến sinh tồn, tiêu diệt xác sống. Điều này làm các bạn dễ dàng nghĩ đến cái tựa game mà Undead Block lấy ý tưởng, đó chính là Left 4 Dead. Hay nổi tiếng gần đây nhất đó chính là Back 4 Blood. Đồ họa của Undead Block được đánh giá khá là cao, gần như mượt mà không thua gì so với hai tựa game nói trên. Ngoài ra, trong game bạn còn có thể đa dạng các chế độ chơi như solo, lập tổ đội 4 người hoặc các chế độ sinh tồn khác nhằm sống sót qua nhiều đợt tấn công của zombie nhất có thể. Ngoài ra, tựa game đã phát triển thêm chế độ voice chat khi ở tổ đội 4 người. Điều này làm tăng sự thích thú cũng như mối liên kết giữa các thành viên tham gia cùng nhau. Và để tham gia vào tựa game, bạn cần sở hữu một bộ vũ khí, đó cũng được xem là yêu cầu tối thiểu nếu như bạn muốn tham gia vào Undead Block. Mặc dù vẫn mượn ý tưởng từ các tựa game mà mình nói ở trên, nhưng trên thực tế, FPS GameFi này vẫn đang đi đúng với kỳ vọng mà team xây dựng hướng đến và cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng khi bản Open Beta vừa ra mắt cách đây không lâu. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là tựa game cực kỳ nổi tiếng trong thị trường GameFi, chính là The Sandbox. Và nguồn cảm hứng của tựa game theo mình thấy phần nhiều đến từ ông vua của mọi sự sáng tạo, thế giới hợp vuông Minecraft. Hiện tại gần như Sandbox được xem là tựa game thành công nhất trên thị trường tiền điện tử. NFT game này đã tạo nên nhiều tiếng vang lớn cho chính mình bằng cách tạo ra một môi trường kiếm tiền cực khủng. Ngoài ra, Sandbox đã thành công trong việc liên kết với các nghệ sĩ nổi tiếng nhằm quảng bá cho chính bản thân tựa game một cách đầy sáng tạo. Nếu như Minecraft là một ông lớn đi đầu trong mọi lĩnh vực giải trí được hiện thực hóa trong chính sản phẩm của mình, thì Sandbox hội tụ đủ những yếu tố trên, thêm vào khả năng đặc thù của thị trường GameFi là kiếm tiền. Dẫu rằng thị trường đang biến động rất là lớn, nhưng Sandbox vẫn là cái tên chiếm được niềm tin từ giới game thủ cả trong truyền thống và trong cả thị trường GameFi. Với tất cả những yếu tố trên thì The Sandbox là một tựa game hiếm hoi được cách mạng hóa thành công nhất. Gần như chính nó đã là ông vua NFT game tại thời điểm hiện tại bên cạnh AC hay Decentraland. Ok, và đó toàn bộ video về cái tựa game mà mình cho rằng lấy ý tưởng từ cái tựa game truyền thống. Nếu có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới nha. Và nếu các bạn muốn mình làm video về vấn đề gì tiếp theo hay review tựa game nào tiếp theo cũng comment bên dưới luôn. Và các bạn đừng quên follow trang Twitter mới nhất của mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhằm đọc được các thông tin NFT cập nhật nhanh và hot nhất nhé. Cuối cùng đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Phantom Gaming. Mình là Phantom, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại những video sau.